Hello, xin chào mọi chú anh chị các bạn đã trở lại kênh của Nguyễn Hải nha. Chào tay anh em. Nguyễn Hải đâu? Không biết nữa. Quém thật thì không quém thật. Chết tối. Không biết dụng sao đi. Thôi không nổi thấy ghê không đừng nói bà bé mai à mẹ bé không nói bà bé mai cái gì bé mai hồi qua con quánh như con cho nó hả con quánh như con trời ơi chị gan thầy trời vô quánh học quá ngõ mày quánh đó hả không nó quánh chúng tôi quánh làm gì mà không quánh anh bây giờ tao thấy nha anh bắt được ừ nó đang kết thúc cái em chạy vô thấy em quên nữa tự nhiên em nói em đi về nhà đó. Nó tưởng đi theo mấy mình ra khỏi nhà nó đó nó quay lại nó quay lại hẹn được rồi mở quánh như con bây giờ sao quay để mấy anh trả lùn rồi gì bạn đã đem mình xuống các bạn. A few moments later rồi lấy cái gỗ không lấy nào lấy gỗ lấy gỗ đi gì lạ lấy gỗ trời ơi gỗ nhỏ với gỗ bự lấy gỗ nhỏ nào? Hơn không có ba cái à cái này cái nắp nè để quánh vô đầu liền nè ôi quạt giữ mặt này giữ quạt a few moments later tao nghe lại à đưa là gao tới rồi là gao nè anh ba là gao ba bóng gái bóng cù vậy này không biết lạc gao đây kẹp tóc không vậy trời chị lạc gao rồi lạc gao rồi luôn bé lạc gao đây tàu lâu quá em mới ẻ lao ra gao ăn gì vậy ăn lẩu lẩu chay hả xuống rồi thấy không có mỏi giờ thấy lên gao không vậy tập mày ẻ này mình ăn chay đi anh ơi đã chưa ngủ mày ra đây quá ấm thật mà không có máy quay mày nghĩ là chưa có quay đúng không dạ đợi chủ tịch ra mới quay được chủ tịch đây chủ tịch đấy cái cây gì muốn quánh đậu rồi không có ông nội gáo này chủ tịch ai anh rồi rồi lẹ cho anh trai lẹ chưa lẹ rồi thằng lẹ đợi nghe lâu bon hay sông mai không cái đèn bị gì em sao anh sao mà tao nghĩ quay sao mà tao nghĩ quay đóng lẹ bên nhà ông tám quay chuyện mạo mua mặt cò dính chân nè ra là Trời ơi, chị bác. Để chút xíu mà bảo vệ lên nghe báo. Ok, tao có mai trong mình mà mày là sinh nhân, mày là sinh nhân ông tao. Mai nữa rồi, mày là sinh nhân ông tao nha, ở đây sợ nha. Ông tốt không ba, ông tính tụt quần nữa cái gì trời. Trời ơi, sao cái quần này với cái áo nữa. Đó. Quậy. Mai gì quậy, ông nội. Béo chết đèn béo. Sao tao mai đầu rồi bây giờ. Béo chết đèn béo. Chết đèn là cái gì? Chết đèn. Con kìa ông nội. Tàu lao hoài tàu lao hoài dưỡng mặt đây rồi đợi dưỡng cơ anh ra rồi xuống rồi bớt nghe bớt nói bớt nhìn giữ tâm thanh tịnh cho mình bình an không rồi xuống không lấy ngồi cái gì nè xuống không ngồi cái gì không ngồi cái gì ghế đó có gì đâu nhìn cái ghế đi trời bố ơi nè con để ghế bố con ghế là có rồi nè chào mấy mày em mày chào mấy mày đụng vô điện cái gì đó dở hoài đi à, tay mới lại vậy quay rồi nó chào đi à, chào thấy mệt mệt đúng không bây giờ mệt hoài luôn bây giờ mẹ vô gia cư bạn ơi mẹ bạn hắn ông nó mới bày ra vô ở đây có ông bầu đi trời sống con đặt ra đi anh cho nó đỡ sợ tao có quần này chút xíu mà con nào ra đây tao chồng vô cái đầu nó cho mắt đồ hai luôn đỡ mặn hết cái mở khùng thối rồi tự nhiên có gì đâu cống đâu thai đúng thối bài vậy lạc cao chưa mở một cái mày, mở mày cái khăn chùi cái đáy à buồn nghiêng ngang biển vắng mênh mông lang thang miền tây bữa này nấu cháo gì ta nấu cháo bằm đánh đầu rồi đi ông nội nói nó chết bồng nó mới bãi có thật đâu rồi không thấy thật đâu chứ đi mua cái gì anh ảnh đi mua cái gì thả không bố thầy nhìn đi giật giận trời không có hết hồn rồi có hồn chứ gì đây mày biết con ai không
gì đâu. Sao chết đèn hoài vậy? Cái đèn nó bị giống tôi rồi sao? Đèn bốc lâu ngày á. Nội người ta không sợ, không sợ hoài trời. Mày muốn không chết đèn nữa không? Nè mày giận tay tao nè, tao đụng vô đây. Mày nặng con vé, mày con trâu với tao vậy. Có liên quan không à? Liên quan chứ. Ông nội không phải nặng ký là nặng con vé đâu, không có nội. Thế sao? Nhát với hít, nhát hít nó mới gọi là nhẹ con vé, với nặng con vé. Hít hít đó, hít sao? Hít vậy nè, đụng vô hít á. Tao mới nghe lần đầu nhát với hít. Nè, bữa nay mập là cái cục thịt nằm lên. Có tính chưa nè. Trời, cái bàn kế bên. Thôi nó kỹ vậy. Gì? Rửa trời. Anh có ăn không? Ba ơi. Ba. Hết mẹ luôn cái đống lúa trên đầu. Trời ơi. Chạy giặt dữ mấy ba. Có hả? Có hả? Mấy ba nghe đá ra đá cho mấy con vậy. Mày đụng cọp ra khơi mọi. Thôi ba mẹ ra giữ giờ. Gì ra khơi. Tự nhiên ra đâu chạy vô vô coi vậy. Ai chạy? Đường ai? Ai chạy? Đường nhà ai? Đường nhà bà Út hay đường nhà mày mà. Đừng nói mày ra đây với nhau nội. Ai chạy? Ê. Nè, ai chạy? Gì? Ai chạy? Nít nào? Chạy. Tù lao rồi đó. Đầu lao quá, đầu gà hai đứa. Qua mắt rồi đó. Ta ra. Ra bốn đứa cầm. Ra. Má chưa làm mừng nổi đâu. Không có. Má cái thằng sao nó không. Trời ơi. Đập gì đâu. Đập gì ông nội nó hồi đánh. Ôi chết luôn. Đập gì đâu. Sợ ra tối tôi sợ á. Sáng tôi không sợ. Ba. Ba. Ba anh bị. Một hồi gặp ai nữa. Rồi anh đi mua thịt bằm sao hả? Thịt đâu? Ui. Mày kêu tao phát kêu tao quay lỏng thật kêu lỏng. Ba. Gì? Ông tên Hải. Mày kêu tên B ai nha. Hải. Tên B gì? Tao trả đâu bằm này bây giờ tên anh. Rồi chọc tao ra hoài. Con bà cốt bà con lên cái ngủ rồi. Bây giờ tao thấy cái chuyện của bà. Mày nghe chó sổ không? Ra đó làm lần đi. Sườn ta? Sườn mình đâu? Thế không sườn mình bên đợi em lên nè. Đừng nói mấy nó đi chơi dài nha. Đi đâu mình chơi dài? Còn sườn đâu? Sườn đi vào bánh trắng. Tao. Ừ. Ơ ba. Sườn đi vào bánh trắng. Bữa nay bụ đi qua đây ngủ. Ngủ ngáp buồn ngủ cũng bị quánh nữa hả? Đổ mày cái giống gì vậy? Tào lao. Mày nhắc liền lắc cái mày vậy. Ừ tối đó nha anh ơi. Ngáp buồn ngủ cũng bị quánh nữa buồn. Ngồi bữa. Kìa, vậy? Thầm to nhỏ gì kìa. Ủa, tôi đâu có giấu đâu, Minh đâu gì. Minh đâu. Minh đâu kìa. Ba này, ba xàm quá. Ê, đẹp gì. Chưa đây là ổng thật mà bây giờ là thiếu vậy nè. Bây giờ còn có lò đâu. Lò lát nóng bếp gà. Trời ơi. Với gì tử hiệp điệp quá trời gì có gì đâu có
Con thấy gì đâu trời? Con thấy đâu có ai đâu, quay đâu con. Quay đâu vậy? Đi rồi, đâu có ai đâu. Để tao nhận nha, ráng nha, ráng cố gắng nha. Để anh nói cho con nghe nè. Biết thì nói, không biết thì im mà. Chết. Đổ trên nước. Hai mày ngồi xuống. Trời. Đậu đổ hồi với mày. Hai mày ngồi xuống. Hai mày lấy tên tuổi tôi ra giỡn phải không? Rồi rồi, tới công chuyện này. Thôi được, ai á. Hai mày lấy tên tuổi tôi ra giỡn phải không? Ai? Tao mày nè. Nói. Mẹ nào vậy? Trời. Rồi. Mày hôm qua. Nói. Lấy tên tuổi là ra gì đó. Lấy tên tuổi xin phép nè. Lỗi đi con, lỗi đi. Đây. Thôi con lỗi đi. Con mập rồi nè. Trời. Cung khỉnh tất cả Phật tử, khi thầy ăn ngồi im lặng, thầy ăn không được ngó miệng, miệng phải nhớ tụng kinh. Tên tao đẩy mày giỡn hả? Không không. Mày lại đây. Thầy đó không. Mày lại đây. Hai thằng mày quỳ xuống coi. Không làm gì đâu. Thôi. Không cái vậy. Ai mà dài nó bẻ giò đó. Ai mà dài bẻ giò đó. Ai mà quỳ lưng đây. Giờ bẻ giò đó anh ơi. Thằng này đúng không? Thằng này đúng không? Quỳ nào? Ông nào? Ông tên gì? Tao tên Mai nè. Mày dù quýt không? Mày hiểu qua tao đứng trước cửa nhà mày á. Mày đọc cái tên tao ra mày giỡn nè. Rồi. Cái tui giỡn béo béo giỡn của mày giỡn không? Hai thằng mày. Tên mày thí chứ ai đâu tên mày vậy? Hai thằng mày muốn giỡn đúng không? Hai thằng mày muốn chơi đúng không? Không có. Em bơi đừng khóc con tôi trước mà sao bác em đi. Em bơi đừng lo em bơi đừng cho tương lai vượt tắc sầu. Trong mỏng mắt có chút tim yêu phục cô chia ly vì em đâu hay sai. Hai thằng mày muốn chơi đúng không? Tao chơi tớ cho hai mày coi. Mày đụng vô làm cái gì? Ông mượn mày xếp. Bẻ tay bẻ chân mày đó. Đi đâu? Tao ở đây nè, đi đâu? Quỳ xuống luôn coi. Quỳ xuống. Vậy đâu? Quỳ xuống đi. Quỳ xuống đi Hải. Quỳ xuống đi. Quỳ xuống đi. Rồi. 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 Nhà liêu quá là lên lên. Không thể nào con cái vừa đúng mà cái mình. Thôi không em bỏ chạy. Bộ dẫn mặt hay vậy? Muốn chơi không tao chơi tới cho coi. Tên tuổi tôi lấy ra giỡn hả? Mai đây nè. Không tên Quy không tên Mai vậy. Mai đây nè, hai thằng mày xưng tên Mai hả? Mai ngồi đây nè. Tên nó nhỏ vậy. Mày nói cái gì? Cho anh vậy? Ngậm vô cho tao. Nè. Ngậm vô. Tao nổi mày rồi mày chạy qua cái đường này. Ngậm vô. Mày ngậm không? Tao kêu binh bắt mày đó. Ủa. Ủa. Tao đây nè. Oh my god. Nó thấy gì vậy mày ơi? Nó thấy đang gì? Bỏ gan rồi nói chuyện. Bỏ gan rồi nói chuyện. Mày. Mày đây nè. Ủa, mày có phải không? Kìa Mai, ông nói nhảm xuống qua rồi kìa Mai. Lấy ngậm vô. Lấy ngậm vô. Sao có liên quan cái vụ này đúng không? Đây kêu bằng tao luôn kìa ông Mai. Xưng Mai luôn, xưng tao rồi kìa. Mai hung lát nó bắt liếm lại đó. Lấy nhau rồi nói. Nói. Đó là tên tuổi tao bay lấy gà giỡn hả? Không có đâu giỡn đâu. Tao tối nay kêu người về nè hết hết trơn không? Ngậm vô coi. Tên tối nay nè đứng cái chân nóc mùng nè đè bay hết trơn không? Tên tuổi tao lấy gà giỡn hả? Không có đâu. Tao mới lấy ông. Mày bé, tụi ba lấy cái đám mối tao bé. Giỡn mặt hay gì? Mặt hay gì? Lấy ra mà nói. Ê, kêu giỡn chi giờ nó thiệt
Mấy ông nội nào mà ông nội mai đâu? Đây nè. Ngồi đây nè. Giỡn hả? Muốn chơi không mà chơi tới nè. Thoải mái luôn. Tên tuổi tao lấy ra giỡn hả? Có đâu. Nói mai mà. Đây nè, mai đứng sờ sờ đây nè. Tao tên quay với bộ. Muốn cãi không? Ai muốn cãi không? Tin tối nay kêu người về đứng nắp bụng đẹp hay không? Kêu đọc chúa đề bi đi không? Mà con đâu ngủ mụn đâu, đứng nắp. Mày không ngủ mụn, mày ngủ phòng gì cũng đè được hết trơn á. Đứng đầu tủ. Tên tuổi người ta đó, tao hút mày à, tao muốn yên ổn, mày lấy ra mày giỡn hay gì? Con á. Hứa. Tối là mụn phấn mày. Nhất là mày nè, mày á. Con cái gì đâu. Nhất là mày á. Con lấy con bữa hổng con ngồi ở trên cái giỡn của nó. Mày đâu? Bài mù tính kế với này nè. Sao sao biết? Tao đứng trước cửa nhà con này nè. Tao nhìn vô hai mày lấy tên ra giỡn nè, chung hả tao đi ngang. Trời ơi, ông nói một bả luôn. Ông ơi, ông kêu ông này đó. Con nói này nè. Kể tỷ ông sống mà lặng ông còn sống cũng có quà mới có lợi chứ. Thì hai này nè, có quà có lợi, hai mày giỡn nè, tao giỡn với hai mày nè, tao chơi với hai thằng mày luôn nè. Hai mày tới đâu tao chơi tới đó, lấy ngậm vô. Mai còn ông này nữa thằng Mai. Lấy ngậm vô. Ngậm cái trái khổ qua vô. Nè. Ông ngậm vô. Ông ngoài sao nữa là Mai. Ông ở kìa, ông nuốt lại đi. Ngậm vô không? Mày ngậm không? Mày không ngậm lắm, cho mày ngậm chung trái chừng này đó. Đáng, đáng, đáng. Ê, mà mày nãy giờ mày nói thấy cái gì chứ tao không thấy gì đâu mày. Em không có thấy gì đâu. Hai mày nói nhỏ vậy. Nói cho ổng gắn nhìn. Ê chứ mà. Mày ngậm không? Mày không ngậm lắm, cho hai mày ngậm chung trái đó. Ê, con ngậm không? Sao nói chuyện? Chừng nào nói chuyện lấy ra nói. Mày à. Nhắm mắt lại coi. Rồi hai mày thấy cái hành vi mình sai không? Tên tuổi của người ta, phước mày lấy ra giỡn. Còn đây nữa. Nhắm mắt lại. Nhắm lại không? Muốn nói gì lấy ra nói chuyện. Nè. Nó chừng tao với ai vậy? Tiểu hại luôn. Nhắm luôn đi. Tiểu hại luôn. Tiểu hại luôn. Hai thằng này cũng giỡn không? Tên tuổi của người ta lấy ra giỡn hả? Này nãy mày nói có qua có lợi đó đúng không? Mày lấy tên tao ra giỡn đi, giờ tao lên tao chơi với mày nè. Ai nói gì không? Cãi không cơ? Trời ơi, cãi rồi chị Mai ơi. Mày nói nhỏ gì? Kìa nó ngậm vô đang như giờ ông nội ơi. Ngậm nguyên trái vô, một lát cho hai thằng mày ngậm chung trái đó. Ông này ông ăn chị Mai. Ông ăn giờ tối nay xình bụng. Xấu bỏ chấm. Chưa nữa nó mối rồi. Gì cho anh chi rồi nữa. Thì mày, hai thằng mày bậy á. Ừ. Gì nữa? Ba làm gì nữa rồi? Nói nè. Ba ói hoài trời. Thôi định nè, ông Mai ơi. Tao đủ sợ ba ói nữa. Mày lên coi. Mì sa tu sa ka ta ra ha bo sa ka di ông ga mi ga da da ta ru ka ha ma ta ya ri ông sa mi ka te da ta mi no ha cha mày nói là trời người giống mặt cái gì cũng dò nó không nổi gì nè mấy gì đâu gì đâu mi vậy trời ông Mai mà vẫn chơi cho về đi sao thường thường mấy thằng mà cho người ta ưa thấy dễ thấy mấy người sống mát là dễ thấy sao mà không thấy cái chân trời ông Mai cố kêu mình là thằng nào về tao bẻ giò rồi ngồi xuống hết quỳ xuống hết quỳ xuống rồi thằng mập nè quỳ xuống ai uống được cái gì ghê không được mày lát cũng thử xem mệt thở ra nữa nè cho hai thằng mày đây mày đã đâu xuống rồi Mai. Mai sao không Mai? Tôi nói rồi. Rồi chứ. Mai. Ông Mai. Mấy cổ làm gì ông Mai ơi. Mai. Sao nè. Mai. Sao mày sao? Sao trong đó? Mai hỏi cha mày. Mày vô kia vậy? Vô vậy tại ai Mai phải không? Ừ, Mai mà. Biết gì không? Rồi, là bây giờ là ai rồi? Biết gì không? Kìa, hỏi kìa. Hỏi nha là không. Tao mọi nó mối đứa gì? Đây, kìa, kêu hai mày lạc cao sao? Nãy giờ lạc rồi đó. Mãi mệt chưa? Xong rồi. Hồi nãy Mai nhập vô ông đó. Mai vô rồi Mai. Đó. Vậy là có.
Để bữa sau làm tép này sao? Ủa vậy đó. Ngày mơ đi rồi biết. Ngày mơ đi biết. Đi dài. Dài.